chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua. Long An số hướng đến nền tảng đa chức năng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chuyển đổi hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường điện tử. Tin thế giới, những áp lực của thai phụ và trẻ sơ sinh ở Liban. Thưa quý vị, đoàn công tác của huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên và đồng chí Lê Mơ Tu, bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn, đến học tập trao đổi kinh nghiệm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Đăng Minh Xuân, bí thư huyện ủy, Lê Thành Úc, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực, chủ động trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững hàng năm và theo từng giai đoạn, đặc biệt trao đổi về các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo cũng như kinh nghiệm khai thác các tiềm năng thế mạnh địa phương, những cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Thay mặt đoàn công tác huyện Sơn Hòa, đồng chí Lê Mơ Tu, bí thư huyện ủy đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo huyện Bến Lức đã có sự tiếp đón nồng hậu và chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay sáng tạo và đạt hiệu quả của đảng bộ và nhân dân huyện Bến Lức trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tại địa phương. Ban Thường vụ huyện ủy Đức Hòa tổ chức hội nghị thông tin tình hình kinh tế xã hội đến các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo về hưu trên địa bàn huyện. Bí thư huyện ủy Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vũ Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Thành Phong dự. Trong 9 tháng năm 2024, huyện Đức Hòa có 10 trên 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 54,5% kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng thu ngân sách 9 tháng hơn 1.165 tỷ đồng, đạt 85,71% so với dự toán tỉnh giao. Bí thư huyện ủy Nguyễn Minh Hùng mong muốn các đồng chí tiếp tục giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn về tình hình kinh tế xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạnh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng đơn vị điểm về xây dựng chính quyền, quản lý kỷ luật năm 2024. Dự hội nghị có đại tá Trần Đình Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Qua một năm thực hiện xây dựng đơn vị điểm về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện luôn chấp hành nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu đúng quy định, duy trì thực hiện tốt 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, chế độ công tác của người chỉ huy, thực hiện đúng thời gian biểu 23 công việc trong ngày. Các cơ quan đơn vị tổ chức đóng quân, canh phòng chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ quan đơn vị. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ chính quy, có nếp sống văn hóa, kỷ luật tự giác và nghiêm minh. Trong năm 2024, lực lượng vũ trang huyện không xảy ra vi phạm kỷ luật, đảm bảo an toàn trong huấn luyện, công tác và tham gia giao thông. Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện khen thưởng cho 4 tập thể và một cá nhân có thành tích tốt trong xây dựng đơn vị điểm về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2024. Thưa quý vị, thành phố Tân An tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, đồng chí Lê Công Định, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Tân An, đồng chí Võ Hồng Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tân An chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẳng định, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang thành phố đã thực hiện tốt các khâu, các bước trong thực hành diễn tập khu vực phòng thủ. Đặc biệt, việc phát huy vai trò của các lực lượng trong tham gia diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị với vai trò nòng cốt, lực lượng vũ trang thành phố phải chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, thường xuyên tổ chức luyện tập, phối hợp chặt chẽ giữa quân sự và công an trong xử lý các tình huống đột xuất, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dịp này,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An khen thưởng 5 tập thể và 40 cá nhân đã có thành tích tốt trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2024. Thưa quý vị, với mục tiêu chuyển đổi số lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, sau 2 năm triển khai rộng rãi nền tảng Long An số, Trung tâm điều hành thông minh IoT Long An đã thể hiện được vai trò kết nối liền mạch, thuận tiện và hiệu quả giữa người dân doanh nghiệp với chính quyền các cấp, góp phần phục vụ công tác điều hành kinh tế xã hội, phục vụ người dân tốt hơn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Trong 9 tháng năm 2024, Trung tâm IoT đã tiếp nhận gần 2.300 phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, nhất là đối với các vấn đề nóng của địa phương như đường xá giao thông, rác thải, việc làm. Thông qua ứng dụng Long An số, người dân dễ dàng theo dõi và đa số hài lòng với thông tin phản hồi, xử lý từ phía cơ quan nhà nước. Và từ ngày mà từ giấy mà chuyển qua số tới giờ thì mấy cái thông tin về công nghệ 4.5 thì 4.0 thì rất là thuận lợi cho người dân, không đến cơ quan nhà nước nhiều. Mọi lúc, mọi nơi, thời gian lúc nào mình cũng cập nhật được. Về giao thông và môi trường, nhất là cái vấn đề môi trường thì được cơ quan nhà nước người ta sẽ phản hồi và khắc phục đúng lúc là người dân với nhu cầu của người dân. Trong thời gian qua thì theo cái góc độ theo dõi thì cũng được biết là người dân rất quan tâm tới cái phản ánh kiến nghị về các cái hạ tầng giao thông cũng như là các cái hoạt động về an ninh trật tự thì người dân cũng có phản ánh để cho các cơ quan chức năng cũng như là địa phương là kịp thời nắm bắt và đồng thời là giải quyết những cái phản ánh kiến nghị của người dân. Sau 2 năm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tổng số lượt cài đặt truy cập nền tảng Long An số trên địa bàn tỉnh là hơn 406.800 lượt người dùng. Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, ngoài phản ánh kiến nghị, nền tảng Long An số còn mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho người dân như theo dõi tin tức, tra cứu xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo hiểm y tế, du lịch. Đặc biệt, tiện ích thanh toán trực tuyến sau hơn 2 năm triển khai đã có hơn 180.300 hộ gia đình được hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt. Sử dụng app thì nó rất là tiện lợi trong tất cả các lĩnh vực giao dịch về ngân hàng, mua sắm thì mình khỏi đi ra bên ngoài. Rất là tiện lợi, đỡ tốn thời gian cũng như là công sức. Còn khi mình muốn đi chơi, đi du lịch gì đó thì mình đặt app trên điện thoại luôn. Sẽ tuyên truyền cho chị tất cả hội viên, chị em phụ nữ là biết được cái cách để cài đặt Long An số. Và thông qua đó thì chị em mình sẽ hướng dẫn cho thành viên trong gia đình mình, tất cả mọi người đều cài đặt Long An số để mà tất cả mọi người trong phường, trong xã, trong tỉnh của mình đều được biết cái cách cài đặt Long An số. Hướng tới nền tảng đa chức năng, thời gian tới, Long An số sẽ tiếp tục được tích hợp nhiều tiện ích số, các dịch vụ an sinh xã hội, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, dịch vụ giám sát giao thông, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân, doanh nghiệp là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của tỉnh, đưa chính quyền đến gần với người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137 hướng dẫn việc chuyển đổi một số hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường điện tử toàn trình. Trong đó tập trung vào 4 hoạt động chính bao gồm cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quản trị nội bộ, chỉ đạo điều hành, giám sát, kiểm tra, thanh tra. Trường hợp có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật về cơ yếu. Phòng Y tế huyện Tân Thạnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản trong lĩnh vực y tế năm 2024. Phó trưởng Phòng Y tế huyện Tân Thạnh Trần Phước Thuận chủ trì hội nghị. Các đại biểu là chủ cơ sở của các phòng khám bệnh chữa bệnh tư nhân, dịch vụ y tế và phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân, chủ cơ sở của các cơ sở kinh doanh thuốc và mỹ phẩm, đại diện Trung tâm Y tế huyện và phòng bán hàng VNPT Tân Thạnh được triển khai các văn bản Nghị định số 96 ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh chữa bệnh, Thông tư số 27 ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Bên cạnh, các đại biểu còn được thông tin một số văn bản có liên quan khác. Thông qua hội nghị nhằm tạo điều kiện để các cá nhân tổ chức sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ghi nhận các ý kiến phản hồi và góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành. Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc tổ chức khánh thành công trình nâng cấp mở rộng đường cộng đồng Lộc Hậu giai đoạn 1. Đây là công trình thực hiện theo Nghị quyết số 69 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của huyện ủy Cần Giuộc. Bí thư huyện ủy Trương Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Phước Hùng đến dự.
Đường cộng đồng Lộc Hậu có chiều dài toàn tuyến 1.800 m, điểm đầu tiếp giáp đường tỉnh 835, điểm cuối tiếp giáp đường Mỹ Lộc Phước Hậu. Quy mô nâng cấp mở rộng đường cộng đồng Lộc Hậu giai đoạn 1 dài gần 600 m, mặt đường láng nhựa rộng 5 m, hệ thống thoát nước D400 dọc tuyến thoát ra theo đường tỉnh 835 đến cửa xã kênh Giáp Mè. Công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Lê Minh Sang thi công. Tổng kinh phí đầu tư hơn 4,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 939 triệu đồng. Đồng thời hiến đất và tự nguyện tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng thi công. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa và đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, mặt trận các cấp trên địa bàn quận Bến Lức tích cực kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn, nhà hảo tâm đóng góp quỹ vì người nghèo được hơn 860 triệu đồng. Trong đó, cấp huyện vận động được gần 323 triệu đồng, cấp xã vận động được gần 538 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc huyện xã đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí 790 triệu đồng cho hộ khó khăn về nhà ở. Trong đó, hỗ trợ xây dựng mới 12 căn trị giá 670 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa 3 căn trị giá 120 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn hỗ trợ khám chữa bệnh cho 44 trường hợp bệnh nan y, hỗ trợ phát triển sản xuất bằng tiền, con giống, vật tư để hộ nghèo phát triển chăn nuôi. Trong bất kỳ cuộc xung đột nào, phụ nữ và trẻ em luôn là những đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Tại Liban hiện nay, nhiều thai phụ đang phải đối mặt với nguy cơ sinh non và khó tiếp cận y tế. Nhiều trẻ sơ sinh vì vậy cũng đối mặt với các vấn đề về sức khỏe ngay từ khi vừa mới chào đời. Tại khoa chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh, bác sĩ Nicola Baglini đang chăm sóc cho một bé gái trong lòng ấp. Bé gái và em trai sinh đôi bị sinh non khi mẹ của các em phải sơ tán khỏi miền nam thủ đô Beirut do các vụ đánh bom. Cô Tahani Yassine là một trong những thai phụ rơi vào tình cảnh tương tự. Mặc dù khu vực của cô ở chưa trở thành mục tiêu tấn công, nhưng những cuộc không kích diễn ra rất gần khiến cô vô cùng lo sợ. Lo lắng cho sự an toàn của đứa con chưa chào đời, cô đã chuyển đến một căn hộ gần bệnh viện nơi dự kiến. Ước tính ở Liban hiện vẫn còn khoảng 11.600 phụ nữ mang thai, trong đó khoảng 4.000 người dự kiến sẽ sinh con trong 3 tháng tới. Tuy nhiên, dịp tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trước sinh, sau sinh và nhi khoa đang ngày càng trở nên khó khăn do tình hình xung đột leo thang. Tòa án cấp cao nhất của bang Georgia, Mỹ đã bác kháng cáo của đảng Cộng hòa về việc khôi phục quy định kiểm phiếu thủ công. Điều này đồng nghĩa với việc các nhân viên tại hơn 6.500 khu vực bầu cử của bang này sẽ không phải mở các hộp phiếu để kiểm phiếu bằng tay trước khi xác nhận kết quả bỏ phiếu cuối cùng. Chủ tịch đảng Cộng hòa tại bang Georgia, ông Josh McCown, đã bày tỏ thất vọng trước quyết định của tòa án cấp cao nhất và tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo vào năm tới. Trước đó, Ủy ban bầu cử bang Georgia đã trao quyền cho các thành viên cấp hạt điều tra số lượng cử tri và phiếu bầu ở mỗi khu bầu cử, đồng thời kiểm tra các tài liệu liên quan trước khi xác nhận kết quả bỏ phiếu. Họ sẽ phải mở các hộp phiếu đã niêm phong để kiểm đếm phiếu một cách thủ công ngay trong đêm bầu cử. Đảng Cộng hòa coi đây là biện pháp cần thiết, nhưng đảng Dân chủ lại cho rằng quy định này có thể cản trở tiến trình công bố kết quả bỏ phiếu tại bang chiến địa Georgia, vốn có vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi đó, một số tổ chức cũng cho rằng việc kiểm đếm bằng tay có thể tạo kẽ hở cho các ý đồ gian lận, trì hoãn hoặc từ chối chứng nhận kết quả bầu cử. Tháng trước, chính phủ Liên bang Australia đã công bố kế hoạch cấm thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội. Nếu kế hoạch được triển khai thành công, đây được xem là hành động tiên phong trong lĩnh vực quản lý mạng xã hội. Tuy nhiên, kế hoạch này đang gây ra lo ngại lớn cho thanh thiếu niên, đặc biệt là những người thuộc cộng đồng thiểu số. Ben Kyoko, một thanh niên 14 tuổi, đến từ Sydney, Australia, tự nhận mình đang mắc chứng tự kỷ. Do đó, Kyoko lo ngại rằng kế hoạch cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo âu và trầm cảm. Theo khảo sát, khoảng 97% thanh thiếu niên Australia sử dụng mạng xã hội với trung bình 4 nền tảng khác nhau. Điều này khiến họ trở thành một trong những nhóm thanh thiếu niên kết nối nhiều nhất trên thế giới. Các nhà hoạt động vì thanh thiếu niên cảnh báo rằng lệnh cấm này có thể sẽ khiến các mối liên hệ xã hội của thanh thiếu niên dễ bị tổn thương, bị gián đoạn và thay vào đó kêu gọi các nền tảng công nghệ thực thi tốt hơn việc đảm bảo tương tác an toàn. Lệnh cấm của Australia dự kiến được ban hành vào cuối năm nay.
Một màn dạ tiệc đặc biệt vừa được tổ chức tại thủ đô London, Anh Quốc để chào mừng 25 năm ngày ra mắt vở nhạc kịch nổi tiếng Vua Sư Tử. Kể từ khi được biểu diễn lần đầu tiên tại nhà hát Lyceum, Vua Sư Tử đã trở thành một trong những vở nhạc kịch thành công nhất và được yêu thích nhất mọi thời đại. Vua Sư Tử do đạo diễn Julie Taymor chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên năm 1994 của Disney từng đoạt giải thưởng. Vở nhạc kịch này nổi tiếng và ấn tượng nhờ sử dụng sáng tạo các mặt nạ lấy cảm hứng từ châu Phi và châu Á cùng những con rối đẹp lớn hơn người thật do các diễn viên điều khiển. Với những nhân vật được xây dựng tỉ mỉ, vở nhạc kịch không chỉ là một câu chuyện giải trí mà còn chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa về tình yêu, lòng dũng cảm và trách nhiệm. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.